Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Bích, năm nay mình 8 tuổi. Rất vui khi được gặp các bạn trong chương trình Giáng sinh an lành. Các bạn ơi, trong tháng 12 có một ngày rất đặc biệt đấy các bạn ạ. Các bạn có biết đó là ngày gì không? Đó chính là ngày Giáng sinh, hay còn được gọi là ngày Noel, là ngày Chúa Giêsu ra đời. Vào ngày Noel thì các nhà thường hay trang trí cây thông này, trang trí nhà cửa. Còn đối với các bạn nhỏ thì các bạn nhỏ được bố mẹ cho đi chơi này, được ông già Noel tặng quà. Và món quà mình thích được ông già Noel tặng nhất là chính là một bộ Lego. Còn các bạn thì sao? Món quà các bạn thích được ông già Noel tặng cho là gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.